Chào bạn, ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách lấy tọa độ vị trí để chúng ta sử dụng phần mềm Auto Market Play, đúng không ạ? Đầu tiên thì các bạn hãy truy cập vào trang Google Maps. Rồi các bạn có thể gõ map, đúng không ạ? Map ở ô tìm kiếm trên trình duyệt. Rồi các bạn click vào trang này. Rồi tiếp đến thì các bạn gõ cái tọa độ mà các bạn muốn lấy. Ở đây thì ví dụ tôi muốn lấy tọa độ tại Hà Nội, đúng không ạ? Rồi Enter. Rồi các bạn click vào cái bản đồ vệ tinh này để chúng ta có thể xác định được cái vị trí nào đông người hoặc là ít người. Đông người thì nó sẽ có nhiều nhà đấy, đúng không ạ? Rồi, việc tiếp theo thì các bạn chọn một cái vị trí. Thì các bạn click chuột vào thôi, đúng không ạ? Click chuột trái vào. Ví dụ tôi sẽ lấy ở cái vị trí là Trung Hòa đây, tôi click chuột vào. Đó, thì nó sẽ hiển thị như thế này, đúng không ạ? Hiển thị một cái tọa độ như thế này. Thì công việc của chúng ta là copy cái tọa độ này, copy cái nội dung này. Rồi copy. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ dán vào note, đúng không ạ? Note paste. Các bạn Ctrl V dán vào. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái định dạng cho nó đúng. Rồi các bạn Ctrl X cái này. Tức là cắt đấy, đúng không ạ? Rồi các bạn Ctrl V cái địa chỉ vào ở phía sau này. Như vậy là xong. Rồi, ok. Như này là chúng ta có thể sử dụng được. Và đây là cái định dạng chuẩn, đúng không ạ?